Nguyên đi dành không gian cà phê năng lượng tuyệt hảo giúp kích thích sự sáng tạo và nguồn năng lượng tích cực của mọi người. Tại đây, chúng tôi những người phục vụ luôn phụng sự khách hàng bằng sự tận tâm. Mình nhớ lần đầu tiên đến làm việc tại không gian Trung Nguyên Vision, đối với mình cũng gặp rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Sau một thời gian làm việc, mình cảm thấy rất thích. Không gian năng động, sáng tạo và tiếp xúc rất nhiều khách hàng, mỗi người một sở thích. Công việc phục vụ tại đây đòi hỏi mình phải có một sự tỉ mỉ, tính kiên nhẫn và một tinh thần phụng sự không ngừng nghỉ. Gắn bó hơn 4 năm tại Trung Nguyên, mình nghĩ tình yêu thương chính là nguồn năng lượng vô tận giúp mình có thể tiếp tục vững tin vào những người anh chị em đồng nghiệp để cùng phụng sự cho những khách hàng. Mình cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy sự hài lòng của khách hàng đón nhận những ly cà phê năng lượng. Mình tin rằng với tinh thần toàn kết, yêu thương, phụng sự, thiện lành và tinh thần trách nhiệm của những người anh chị em, chúng ta cùng tiếp tục tạo ra những không gian cà phê năng lượng được cộng đồng khách hàng yêu mến và đón nhận. Bởi vì tại Trung Nguyên, mình luôn tâm niệm rằng cho là nhận.